Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh AS Mobile. Thì hôm nay, vâng, các bạn thấy gì chưa? Một bộ trang phục đá banh rất là đẹp, cực kỳ ngầu luôn. Bộ trang phục này được bán, không phải được bán mà các bạn phải mua hòm và mở quay ngẫu nhiên nha các bạn. Quay ngẫu nhiên thì nó sẽ ra bộ trang phục này, vâng, nhìn đẹp phết nha. Và với khả năng che giáp của bộ trang phục đá banh này thì mình rất là thích nha. Nhìn không biết mình mang giáp gì cả, ok. Rồi vào trận thôi. Thì hôm nay mình sẽ đấu ranh nên là mình sẽ tập trung hơn, nói chung tập trung vào trận đấu hơn là ngồi bình luận. Các bạn thông cảm nha, nếu mà thấy bình luận chán các bạn có thể góp ý cho mình để mình biết mình sửa nha. Rồi, bắt đầu thôi. Nhảy đâu đây? Mình nghĩ đường bay này thì mình sẽ nhảy khu vực nguy hiểm nhất. Thì người ta nói mà, khu vực nguy hiểm nhất là khu vực an toàn nhất. Vâng. Và bây giờ thì mình sẽ nhảy làng thông, thì sáng thông chiều thủng. Mình sẽ nhảy làng thông. Thôi rồi, gần tới rồi, tới thêm miếng nữa đi, thêm miếng nữa thôi. Xuống nào. Đó, nhìn đá banh à. Thì không biết tỷ số hôm nay là bao nhiêu. Đang trong trận đấu này là không biết là bao nhiêu. Các bạn có thể comment ở phía dưới nha. Xuống nào. Vâng. Xuống thôi. Có ai không? À, có một em xin tươi hả? Được. Cứ từ từ. Rồi, súng. À, nhiều vậy. Nhảy đâu ra nhiều thế? Đấu ranh kiểu này là không ổn đâu. Nhảy. Trời đậu. Còn miếng máu nữa thôi là giết được nó rồi. Ổn quá. Đâu rồi? Làm gì nhá. Một mạng nghiêng về đội AS Mobile. Vâng. Sọc quân nè. Ok. Vâng, và mình thấy ở khu vực này rất là nhiều người nha các bạn. Bao lô 3, trời ơi mừng quá. Tiếp tục thôi. Ôi nóng 3 nữa, trời đậu. Rồi, làm gì. Từ từ em ơi, bình tĩnh em ơi. Tới nè. Thêm phát nè, 5 nè nha, rồi cho xin. Ok. Súng gì mà bắn gắt thế? Chỉ là súng này thôi mà. Hai mạng rồi. Liệu mình có lấy top được hay không? Các bạn hãy chờ xem nha. Trong khi xem các bạn nhớ ấn subscribe giúp mình nha. Like và subscribe liên tục. Làm gì? Lâu lâu có mấy cái shipper hữu hạn nằm đây. Vâng, SKS. Một khẩu súng ta nói phải nói là rất là tuyệt vời. Nhìn bộ đồ đá banh của mình kìa các bạn. Che giáp 100% nha. Giáp 1 không thấy nè, giáp 2 không thấy, giáp 3 cũng không thấy. Nhìn đẹp phết. Từ từ, mình thấy rồi. Thấy rồi. À, làm gì đứng đó? Ấy, đầu xanh, lộn súng rồi. Xuống. Anh làm gì? Đâu rồi? Nấp đâu rồi ta? À, nấp đây à? Một viên, trời ơi. Làm gì đó? Ngồi đó làm gì? Thôi, đau quá. Bơm máu đã nơi. Này thì núp nè, tốc độ cam của mình rất là kinh khủng nha các bạn. Thôi các bạn thấy mình bắn hay không? Kinh không? Bắn lại nè, giáp 2. Ngon.
chờ đầu nó mang rồi à. Nấm nè, nấm này nấm bà nhi nè. Quá. Dạ. Ok. Hơi bị gắt đó nha. Nông trại thôi. Các bạn nào có thích coi vương cúp không? Hay là thích coi mình bắn hơn? Mình thì mình không thích coi vương cúp, mình ngồi mình bắn. À, có xe, có xe. Làm gì rồi, ok, 3 viên thôi. Chỉ cần 3 viên thôi là đã nằm rồi. Không biết đấu ranh mà nhảy chạy kiểu này thôi chứ. Ok. Tay cầm 2 đủ đồ rồi. Còn thiếu cây cầm 3 nữa thôi. Khẩu này là bá đạo luôn. Căng quá, căng quá. Không biết có lấy top được hay không đây. Hiện tại còn 19 thằng nha các bạn. Ok, lấy khẩu này cho nó chắc. Rồi đi thôi. Với khẩu SKS thì các bạn có thể là nhắm headshot nha, headshot đam rất là cao. Mũ 3 còn nát, huống gì là mũ không có mũ. Thôi nè, ôi đậu phòng. Nào, làm gì nhá. Cho xin. Ok, 7 kill rồi. Nòng 3 nữa chà, trời ơi. Trời đất ơi. Thơm phết. Vâng, hiện tại 3 người đang xem. Ồ, xe chui vô tới đây trong đây luôn. Được. Giờ mà có chiếc xe xanh là quậy banh xác luôn á. Vừa nói xong. Ok. Đi thôi. Cạn có ai không? Có ai không? Rồi xong, bắn cái gì nữa đây? Trời ơi, anh ta nằm như một xác chết. Đúng rồi, là xác chết mà. Rồi dắt 3 nè. Thơm. Có xe nát rồi kìa. Đậu phận nó. Nó dám bắn xe mình. Hên còn nửa máu. Rồi. Liệu trận này có lấy top được hay không đây? 8 mạng rồi. Hôm nay mình sẽ nghiêm túc, không có nhây như những trận bắn lúc trước nữa. Mình thấy giật hình như có thằng phía bên tay gì. Trái thì phải. Kệ đi. Vòng kiếm mạng săn chơi đi. Đấu ranh cứ như đấu thường. Thính còn 19 Groza đâu. Đậu xanh. Có giảm thanh nè. Đổi xe. Ok, các bạn chơi ranh thì các bạn nghiêng về chiến thuật nào các bạn?
Mình thì nghiêng về chiến thuật đi săn nha. Ôi đậu xanh bị KS rồi. Nó đâu rồi? Từ từ nha, để anh quành đầu xe lại nha. Nào. Nào. Đâu rồi? Đâu rồi? Đầu xanh. Đầu phộng, đầu hoa lan, đầu đũa, đầu ve. Để tiếp thôi. Không biết nó đang ở đâu ta. Có lút đồ không? Không lút đồ luôn. Sau cây à? Sau cây 3 viên nha. Căng đét ha. Mình đủ đồ rồi, cũng không cần thiết phải lấy đâu. Tiếp tục đi săn thôi. Chín mạng rồi. Trời ơi, có phải đây là ranh không? Năm người đang xem. Ok. Thính còn 19. Thính gì đây? Không có gì cả. Rồi, chỉ còn 8 thằng trên bản đồ nữa thôi. Mong rằng mình sẽ giết thêm được vài thằng nữa. Giết thêm được một thằng nữa là đủ 10 mạng luôn. Vâng. 15 bàn thắng. 15. Có ai không? Cho một tín hiệu đi. Chạy sao kịp mà chạy. Ok. Rồi, như vậy là đã 10 mạng rồi. Vâng, tiếp tục bo đang thâu dần thôi. Và mình sẽ tiếp tục. Vâng thì đấu nghiêm túc nên mình ít nói gì xíu. Nói không được nhiều. Còn ai không? Còn ai lông bông không? GAV nè. Bay cao nào nhảy cao nào. Ôi trời bay kìa. Trời đậu. Nó bay từ trên kia bay xuống dưới đây luôn. Tội. Tội cho cô gái ấy. Rồi, tiếp tục thôi. Còn ai không? Làm gì đây? Xe xanh tới đây, khách đâu hết rồi. Trận này mà mình lấy top được, các bạn nhớ share clip nha các bạn. Share clip. Cố gắng lên nào. Mình sẽ đi săn từng thằng một.
còn ai không? Hết rồi à? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu rồi té nha. Không hiểu sao mà chạy lung tung. Vâng, 12 mạng rồi. Còn 4 thằng trên bản đồ. Ăn hết 4 thằng nữa luôn coi. Làm gì rồi xong. Khỏe. Đơn giản như đang giỡn. Băng đạn 3 rồi. Rồi, còn 3 thằng nữa thôi. Vâng, và còn 2 thằng nữa. Ok, 2 thằng cuối này mình dám chắc khoảng tầm 90% là sẽ ăn rồi. Không sao cả. Nào, có ai không? Phiêu quá. Đang đợi bọn. Thấy rồi nha. Thấy rồi nha. Nhà gỗ. Chờ đó. Anh tới với em đây. Bo bên này mà lo cái gì. Chạy bo đi. Chạy bo đi, chạy nhanh đi. Chạy bo đi. Chạy bo đi, chạy bo đi. Nào nào, đúng rồi, chạy bo đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nhảy nhót cái gì. Chạy kìa. Chạy. Chạy đi đâu, chạy đi đâu con dười. Con dười, ăn bom nha. Ăn bom nè. Đậu xanh tầm xa quá. Rồi, ok, xong. Còn một thằng cuối cùng nữa thôi. Ráng lên. Tập trung nào. Thấy rồi nha. Lên đây kia cưng. Lên đây đi cưng. Đúng rồi. Lên đây đi cưng. Lựu đạn nè. Nào, lên đây đi cứng. Làm gì ăn lựu đạn đi. Ăn đi nè. Ăn lựu đạn. Đúng rồi, chạy đi, chạy xa vô, chạy vô, chạy rồi vô. Ok rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nha.